Hello anh em nhé, chào mừng anh em đến với channel mình. Mình nick nhầm một tí đây, thì hôm nay mình có cái chuyến đi biển anh em ạ. Đây, anh em có thể xem này. Biển Hải Tiến anh em nhá. Đây, anh em có thể xem này. Đấy, mới sắm được đôi giày. Anh em thấy ổn không? Anh em thấy ổn ham không? Khá là ok luôn. Hôm nay thì mình sẽ đi biển và làm một video cho anh em. Dạo gần đây thì mình làm ít video về game quá anh em ạ. Nhưng mà thôi không sao, mình ít ra video mà. Thế đợi mình đi biển xong, chơi vui, sướng xong thì mình sẽ làm lại video. Làm lại nhiều video cho anh em xem nhá. Anh em nhìn được không? Thế là hành lý của mình nhá, mình đã sửa soạn hành lý đây. Gói gọn thì nói chung là hành lý thì cũng đơn giản thôi, cũng chả có gì nhiều, bộ quần áo mà. Vì là mình đi có một ngày thôi anh em ạ. Đấy, hôm nay là thứ bảy thì đến chiều tối chủ nhật thì mình về. Đấy. Bây giờ mình đang đứng ở đây để mà đợi xe anh em nhé. Đây, đợi xe đến đón. Đây là cái vani của mình này. Mình đang đứng ở đây để đợi xe đến đón. Nói chung là xe thì cũng nhanh thôi. Bây giờ mình đã lên xe rồi anh em nhé. Xe của mình có 30 người anh em nhé. Vừa mới vào phòng xong, nhìn thấy cái bảng này, cứ tưởng là nếu mà sử dụng những cái đồ trong này sẽ mất tiền đây. Ví dụ sử dụng chăn là mất 1 triệu này. Cứ tưởng là thế. Chắc ở đây là mất mấy tính tiền. Kinh thật, đơn giá đắt thật. Đây là khách sạn của mình ở nhé. Khách sạn tên là khách sạn Thành Lợi anh em nhé. Bây giờ mình đi ra khu Pratigo để mà tắm anh em nhé. Đây thì ở đây thì di chuyển bằng xe điện. Nói chung xe điện đây là quá là kiếm ăn luôn anh em ạ. Đi về về mất 4 lít cơ. Wow, anh em nhìn thấy biển chưa? Anh em nhìn thấy biển chưa? Vì là xe mình đi ra đây định tắm, thế nhưng mà chỗ này nó hơi bẩn, thế nên là phải đi ra Pratigo Hải Tiến để mà tắm anh em nhá. Đấy, anh em nhìn thấy biển này. Đấy, rất là vui, rất là đẹp luôn. Wow, mình đã nhìn thấy biển rồi, gợn sóng thật là đẹp. Chỗ này thì nhìn nó sạch sẽ hơn anh em ơi. Chỗ kia nhìn anh em nhìn thấy nó bẩn không? Chỗ này thì quá là sạch sẽ luôn. Đây là Pratigo anh em nhá. Đây là đang trên con đường đến. Quá là đẹp luôn anh em ơi. Ở đây thì mình chỉ một tí nữa thôi đến. Rồi anh em nhìn thấy những ngôi nhà màu xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng tím tím kia không? Nhìn rất là đẹp. Ở đây nó đang bán những căn hộ này giống như ở Vinpa anh em ạ. Tương tự như ở Vinpa ấy. Nhưng mà ở đây thì dịch vụ thì nó đắt đỏ hơn Vinpa rất là nhiều anh em ạ. Đồ ăn đắt lắm. Đây anh em nhìn thấy đẹp chưa? Đẹp chưa? Đấy, Pratigo Hải Tiến anh em ạ. Quá là đẹp luôn. Ở đây là những ngôi nhà rất là lộng lẫy, rất là đẹp. Còn bên này là biển. Nếu mà ở trong những ngôi nhà này view biển thì tuyệt vời thôi anh em ơi. Anh em nhìn thấy người ta tắm biển nhiều không? Đông như kiến luôn. Đông ơi là đông luôn. Đây là một bãi thôi nha. Còn dọc cả bờ biển rất là nhiều luôn anh em ạ. Mình sẽ quay một đoạn biển cho anh em xem. Anh em thấy đông chưa? Anh em thấy đông người không? Chỗ này phải nghìn người ấy, chứ không phải là đơn giản. Pratigo ở đây thì biển rất là sạch và đẹp. Nếu mà anh em nào mà tắm hoàn toàn miễn phí nhá. Nếu mà anh em nào mà đến biển Hải Tiến thì mình nghĩ là anh em cứ ra Pratigo này là tắm là biển vừa sạch và vừa đẹp. Nhưng mà mất một tí tiền xe. Đây anh em nhìn đây. Đây là người ta đang nhảy dù anh em nhá. Người ta có cái xe máy nước ấy, nó kéo thì là nó bay lên trời, sướng lắm anh em ạ. Hình như là 7 lít trong 5 phút. 5 phút là mất 7 lít anh em ạ. Nó bay trên trời, nói chung là phê lắm anh em ơi. Mình chắc chắn là phê. Đấy, để anh em thấy cách người giàu tiêu tiền sướng chưa. Đấy, anh em xem này. Ở đây là đoàn nhà mình. Và mình đang ăn kem anh em nhé. Đoàn nhà mình bây giờ đang đi về. Đang đi về thôi anh em ơi. Đây là mình quay một đoạn anh em ở trên xe điện và đi về. Ok, đoạn này thì anh em chuẩn bị là đi ăn tối thôi anh em ạ. Đây là khách sạn của mình sẽ quay cho anh em xem. Đây khách sạn Thành Lợi. Và bây giờ thì đội mình chuẩn bị đi ăn tối và đang đợi mọi người xuống để mà đi ăn tối thôi anh em ạ. Wow, bây giờ mình đã đến cái chỗ để mà ăn tối rồi. Đấy, đây là S Hải Tiến resort hay là gì ấy mình cũng quên rồi. Đấy, chỗ này thì
1, 2, 3, rô. 1, 2, 3, rô. 2. Bây giờ sau khi ăn no say xong thì nhóm mình ra đây để mà hát karaoke anh em nhé, rất là vui. Sau khi hát karaoke đến tận 12 giờ đêm, no nê xong, ăn uống nước dừa thoải mái xong thì bây giờ mình sẽ bước về nhà, bước về phòng anh em ơi. Bước vào phòng mình là ở tầng 5 cơ anh em ạ, rất là cao, rất là xa. Đây, bây giờ mình sẽ lên phòng và chuẩn bị đi ngủ. Hôm qua uống nhiều bia rượu quá, thế nên là cái anh phòng mình cứ nôn thôi. Nhưng mà mình may quá mình không nôn. Ok, thì bây giờ mình đang bắt đầu là ăn sáng anh em nhé. Ở đây thì ăn sáng miễn phí. Ăn sáng miễn phí, nói chung là nó cộng vào tiền phòng hết rồi. Tiền phòng là 7 nít, thì được thêm bát phở đấy, chắc 30.000. Ok, bây giờ nhóm mình lại ra Platigo chơi tiếp. Đấy, nãy ra Platigo chơi tiếp, rất là vui, chơi rất là nhiều luôn anh em ạ. Đây là trên đường đến Platigo, lần này thì anh em có thể thấy là cái cổng, đây là cái cổng Platigo nha, rất là đẹp, trang trí những con bướm này rồi những con khỉ, con này con kia, rất là nhiều loại con và rất là dễ thương, ngộ nghĩnh. Đây là con chuối vịt anh em ạ, con chuối vịt nói chung là rất là ngộ nghĩnh. Ở đây toàn là những con ngộ nghĩnh mà nhìn nó rất là buồn cười và nhìn nó có kiểu nó hơi ngơ ngẩn, nhưng mà chính ra cái ngơ ngẩn đó lại rất là buồn cười, rất là vui. Đây anh em nhìn này, căn nhà cao chưa, anh em nhìn cao chưa, ui dồi ôi, nhìn màu hồng, màu vàng, màu rất là nhiều màu sắc, mà mình là típ người rất thích màu sắc, rất thích màu mè nè nẹt, càng thích màu mè nè nẹt càng thích. Anh em nhìn mình đi giày màu đỏ này anh em biết rồi. Ở đây là cái thang máy anh em ạ, đây cái thang máy, ở đây là cái chỗ để mà tắm ở Platigo, như chung đát nám 100. Bơi ở đây là 150.000 cho người lớn và 80.000 cho trẻ em, dưới 1m2 là 80.000 và trên là 150.000. Các bạn thấy chát không, kia là view biển luôn nhé. Giá biển tắm thì miễn phí, nhưng vào đây tắm là 100 lít rưỡi. Ôi dồi ôi anh em ơi, đây mới là thiên đường này anh em ơi. Chơi 3D, chơi game 3D anh em ạ. Ui dồi ôi, nói chung là chơi game 3D thì nó phê nòi anh em ạ. Đây mới là thiên đường. Anh em nhìn này anh em đã biết là đẳng cấp rồi. Mình tưởng là nó chỉ có trên các video viễn tưởng thôi, nhưng mà thực sự là quá là VIP luôn anh em ạ. Ở đây là thiên đường game, rất là nhiều game, rất là vui, rất là thiên đường luôn anh em ạ. Anh đây anh em nhìn này. Đấy, nhìn như người ngoài hành tinh. Đây này, anh em chỉ thấy cái video ở trong cái máy tính ấy, chính là những cái video mà cái người ngồi trên này đang thấy. Đây là thực tế ảo anh em ạ. Chơi game thực tế ảo, nói chung là phê nòi. Mình khẳng định luôn, game thực tế ảo này nó phải gọi là phê níu nữa ấy luôn anh. Này các bạn ơi, ui ơi, cái này mà bánh liên quân thì ngồi bánh liên quân bắn Free Fire thì tuyệt cú mèo luôn. Đây thực tế ảo. Đây là kem tươi 25.000 một cái. Đây, một cái này là 25.000. Mình lấy hai cái. Đây là kem này các bạn này. Đây là giá này các bạn này. Các bạn có thể thấy đây là Pepsi 7F 35.000 là các bạn đủ hiểu rồi. Những cái đồ kia là nó như nào đấy. Đây. Đáng nghĩa là ở đây chỉ nên bán Pepsi 7F giá là 10.000 thôi. Thì mọi người sẽ nghĩ là mấy cái loại kem này là mấy loại kem chất lượng, giá này là giá hợp lý rồi. Còn bây giờ nếu mà nó bán Pepsi với 7F này 35.000 thì người ta sẽ nghĩ là cái kem này chẳng hạn chỉ có giá là khoảng 15.000 là hợp lý. Người ta sẽ chê là đắt. Thế nên là kinh doanh kiểu này là cũng hơi đục khủng.
sau khi về trả phòng xong thì mình đi đến Ninh Bình và bắt đầu là ăn dê anh em nha, thịt dê. Đây là những món thịt dê đấy, mâm 1,5 triệu, nói chung ít món lắm anh em ạ, toàn là những món bình thường đơn giản thôi. 1,5 triệu như này là đắt anh em ạ. Đây anh em có thể thấy này, rất là ít món này đấy, có thêm vài món nữa thôi đấy, rất là ít món mà 1,5 triệu quá đắt luôn, 250.000 một người, quá đắt. Mình vừa mới đi đánh cầu lông rồi đi tập gym về anh em ạ. Đấy, hôm nay nói chung là rất là thoải mái. Sáng đi tắm này, rồi đi ăn, đi uống này. Tuy nhiên mình không mệt, về vẫn đi đánh cầu lông và vẫn đi tập gym bình thường. Ok, hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé.